Ông ta ngồi dưới cây ước nguyệt, thứ chỉ tồn tại ở đây chứ không bất kỳ nơi nào khác. Đoạn ông ta nghĩ, mình đói bụng quá, ước gì có gì đó để ăn ngay bây giờ. Ngay lập tức, một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món khác nhau đã được dọn ra trước mắt ông. Tuyệt vời, người đàn ông rất ngạc nhiên, nhưng sao điều ước này xảy ra được? Ngay khi ông ta nghĩ thế, bữa ăn biến mất ngay lập tức, ước gì nó quay trở lại. Và thế là những món ăn ngon lại quay trở về với ông ta. Sau khi ăn no nê những món ăn ngon mà cả đời chưa bao giờ được nếm thử, ông ta nghĩ, ước gì có thể uống. Thế là một chai rượu vang đắt tiền nhất xuất hiện, nằm dưới bóng mát của cây thần và uống chút rượu. Ông ta lại tự hỏi, phép màu cây này ở đâu ra vậy nhỉ? Làm gì có thứ gì đó tuyệt vời đến như vậy? Không lẽ những con quỷ đang đùa giỡn mình sao? Bất thình lình, những con quỷ xuất hiện. Chúng nó thật kinh tởm và gớm ghiếc, y hệt như những gì ông tưởng tượng. Người đàn ông kinh hoàng nghĩ, trời ơi, chúng nó ăn thịt mình mất, và những con quỷ ăn thịt ông ta. Mỗi ngày chúng ta đều có cái ước nguyện của riêng mình, suy nghĩ của chúng ta thể hiện cách mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này.